Nên khó là khó ngay chỗ này nè. Thật ra cũng không phải là khó nữa. Linh nghĩ là Gam đánh với lại lại GG là đánh ngang fail, sòng phẳng. Hai bên 50-50 á. Hôm bữa thì Linh có coi, hôm bữa Linh có coi một vài những cái cặp trận BO5 ở trong giai đoạn playoff, ví dụ như là của GG. GG thì mình đang thấy sẽ có ở đâu GG rồi. À, GG nè. Thì mình đang thấy là sẽ có một cái lối chơi. Nói chung là bây giờ cái đội hình thứ nhất là về mặt thông số của phía GG thì nó có một vài những cái điểm khá là tương đồng với lại bên phía của Gam. Tức nghĩa là họ cũng sẽ thiên hướng xuống cánh dưới là chính những cái chỉ số đó ha. Nhưng mà bị một cái khác biệt đến từ bên phía của GG á, cảm giác bên phía của GG là cái phiên bản mà nâng cấp lên của phía SE á, là cái đội tuyển mà mình đang thấy là họ đánh vận hành, biết chơi game hơn, biết kiểm soát mục tiêu, và họ cũng có cái cặp biết rừng mạnh. Biết rừng của bên phía GG là mạnh nha. Cặp rừng dưới Tixay với lại Huhi là mặc dù già, mặc dù bây giờ rất là già nhưng mà vẫn đánh chất tướng hơi bị chiến, đánh vẫn rất là ok ha. Và đối thủ của họ cũng không phải là những cái đối thủ dễ chơi anh em. Ví dụ chúng ta đang có những cái cặp đường dưới mà GG đụng á là Berserker, là thằng Green. Green là xạ thủ cũ của phía Lissabox á, toàn là mấy ông cứng tay không à. À, nên mình đang thấy là cái cặp bot của GG là đánh hơi bị cháy luôn á. Thì nó gần như là cái phiên bản được nâng cấp lên của Slayer với lại Palette. Thì đây sẽ là một trong những cái thử thách cực lớn dành cho Style ở trong cái cuộc đối đầu với lại GG ha. Và bên cạnh đó thì để coi GG cái điểm lưu ý là gì. Hiện tại thì Linh đang thấy là sẽ có những con tướng mà thường hay bị cấm của phía GG, hình như là thứ nhất là con Vi, thứ hai là con Caitlyn. Nhưng mà con Caitlyn thì mình có thể mình hở ra được ha. Caitlyn nếu mà trong một cái bán đấu họ thường hay bắt cặp á, bắt cặp Caitlyn ở đây không bắt cặp với lại Lux mà bắt cặp với lại Heimerdinger để mà nó tạo ra một cái đường dưới luôn thắng. Và từ đó nó sẽ vận hành cái cặp bích rừng nữa, kiểm soát những con rồng. Thì đó là cái lối chơi mà bên phía của GG có thể áp dụng. Ngoài ra thì nó rất là chịu khó đánh những cái kèo mà BK ở đường dưới anh em, Xayah đồ các thứ. Thì chắc là Gam mà đụng GG này chắc phải cân nhắc tới cái việc mà cấm Xayah ha, ít nhất là cấm Xayah để tránh đi cái cặp Xayah Rakan. Ngoài ra thì mình đang có con Vi của bên phía GG, nó đánh cũng hơi hơi cháy nữa. Glory thì khỏi phải bàn anh em. Ừ, khá là nhiều vấn đề đến đến từ bên phía của GG. Còn bên phía của RNG, của bên phía của R7 á, thì thật ra cái đội hình này á, nó gọi là phải lấy cái tên nào ở Việt Nam để so sánh với nó ta. Cerberus hả? Cerberus hả? Không phải, không phải. Cái đội hình này thật ra thì chỉ cần cấm con Sejuani với lại con Raven thôi nè. Cấm con Sejuani với lại con Raven thôi. Bởi vì top lane của nó có khả năng đánh carry được, đánh những cái kèo chất tướng chủ động. Thì con Sejuani là đang là cái con tướng khá là thích hợp. Ngoài ra thì tụi này nó đánh được con Raven nữa. Thì lưu ý hai cái con tướng đó của thằng R7 chút xíu à. À. Còn đụng thằng BLG thì thật ra khi mà đối đầu với lại BLG là cũng xác định là đánh cái kèo đỏ tay rồi. Được một cái là BG chắc chắn tụi nó sẽ đánh láo. Xác suất cực cao là tụi nó sẽ đánh láo 90% luôn em. Thì đánh với lại BG thì Linh nghĩ là chỉ cần cố gắng có một cái cặp bích rừng, ban bích có một cái cặp bích rừng ngon, chủ động hơn đối phương là ok. Chứ bây giờ để cho đối phương mà ban bích có cái cặp bích rừng á, Xin với lại Yagao có cái cặp bích rừng mà hơn á, đánh không nổi. Tại nó có thể đánh lên cánh trên mà mid rừng nó thắng thắng nữa, thằng pin nó được quyền đánh láo. Tại vì mid với rừng của nó có áp lực thì rất khó dành cho kia ra. Nên cái phần mà quan trọng nhất ở khi mà đối đầu với là BLG á là cái phần cấm chọn. Pick một cái cặp nào đó mà nó đủ mạnh để mà đọ kỹ năng với nó. Đọ kỹ năng với nó nha, là đánh 2-2 á. Chứ mà kiểu dạng đánh để cho nó có lợi thế nó lăn cầu tuyết ác lắm mình. À, với lại kiểu dạng pin á mà nó có mid rừng thắng nữa nó đánh láo, nhiều khi đè lên kia ra chịu không nổi. Thì đó là một vài những cái điểm mà Linh rút ra được thôi. Ví dụ như thằng GG này đánh cũng khá là hay nè, khá là ok á. Nếu mà so với đối thủ trực tiếp của Gam gần đây nhất là SE á, thì GG này mạnh hơn Gam, mạnh hơn SE.
Mình nhìn thấy cái cách triển khai của nó ở những cái mục tiêu á, mình thấy nó đánh khá là ok á. À, thì đó là một vài những con tướng cần lưu ý. Ừ, có thể cấm con vi nè, con vi của thanh niên này nè, để tránh cái cặp vi với lại Ari. Cặp này tụi này nó thường hay sẽ nó bích theo cái kiểu là một rừng với lại cặp bot, nó cực kỳ ưu tiên cho cặp bot luôn. Ở trong phase 1 á, thường tụi nó sẽ ưu tiên cho cặp bot rất là nhiều đó. Đó là bên phía của bảng A, của bên phía của Gam anh em. Còn bảng B thì là những cái đối thủ mà phần nào đó gọi là quen thuộc rồi ha. BSC cũng quen thuộc nè, DPM cũng rất là quen thuộc nè. DPM năm nay Linh thấy là yếu hơn á, tại vì á hồi trước á có thằng AV, nó đánh đường trên cũng nếu mà kia ra được 10 điểm thì thằng AV khoảng được 8 điểm rưỡi cho tới 9 điểm anh em. Nó đánh cũng phong cách cũng khá là giống với lại kia ra, nhưng mà chắc là được khoảng chừng 8 9 phần của kia ra à, nhưng mà tôn này thì thường là đánh chống chịu, vẫn là cái ngòi nổ đến từ Steel, Aria với lại Utapon thôi. À, ba thanh niên đó, Utapon mặc dù già vẫn carry lực nha. Nhưng mà anh Linh thấy thì DPM yếu hơn so với DPM cũ. AV đánh tốt lắm, AV đánh top lane tốt lắm. BC cũng yếu hơn nè. Cù Lao nè, Cù Lao đánh ba mũi nhọn tấn công. G2 cũng quen thuộc rồi ha. Rồi. Biết Aria thì nó đánh từ mùa trước rồi anh em. Đội hình nó ba hàng mà. Mà trước con AV. AV nó đánh cứng lắm. Nên khó là khó ngay chỗ này nè. Thật ra cũng không phải là khó nữa. Linh nghĩ là Gam đánh với đợi lại GG là đánh ngang fail, sòng phẳng. Hai bên 50-50 á. Chung cái quan trọng nhất là cố gắng thắng GG này trước. À, GG này sẽ là cái đối thủ chính của Gam. Nếu thắng GG được á, thì sẽ vô ngồi ở trong cái vị trí này. Vị trí này thì cạnh tranh với lại một thanh niên bên bảng B. Là thanh niên nào đó cũng được. Thì thằng GG mình đang xác định là cái đối thủ chính của bên phía của Gam á. Thì đó, đó là một vài những cái nhận định của Linh ở trong cái khuôn khổ của bảng A, những cái đối thủ của bên phía của Gam ha. Thật ra Linh coi không không có nhiều đâu. Ví dụ như thằng GG thì Linh coi hai cặp trận BO5 của nó. Một cặp trận với lại Cloud9 với lại một cặp trận với lại FlyQuest. Ừ. Thì mình nhìn thấy được cái cách ban bích với lại cái cách vận hành của nó. Còn thanh niên này thì cũng coi vài ván ở trong cái trận chung kết của nó. Sương sương bình thường. Đánh cũng bình thường anh em.